mên của chúng ta là phú nhị đại ở giang thành ăn chơi chắc táng cờ bạc gái gú không thiếu thứ gì đen cho anh là đụng phải một người đẹp là vợ của đứa con trời chọn long vương điện cứ thế mà anh bị giết chết vì một lý do sàm lìn là đụng phải nữ nhân của long vương tiêu thần đang cải trang trong thân phận con rể phế vật của một gia tộc ở giang thành cơ duyên xảo hợp anh lại được một mỹ nữ khác cho cơ hội được trọng sinh quay trở lại và bước lên con đường làm đại phản diện lật đổ thiên kiêu một mình lập hậu cung đầy mỹ nữ và đánh cho long vương thành một con trùng chỉ mời các bạn cùng theo dõi nhé vì lỡ đụng vào nữ nhân của Long Vương mà không biết nên minh của chúng ta là ân vô đạo bị tiêu diệt. Để ân vô đạo minh bạch cái chết của mình là do ai giết nên thanh niên này cũng tiết lộ mình là Long Vương tiêu thần. Ân vô đạo sau khi biết đó là Long Vương trong truyền thuyết thì kinh sợ. Ân vô đạo, tao ẩn cư ở Hoa Hạ, vốn định sống một cuộc sống bình thường nhưng mày lại dám vọng tưởng đến nữ nhân của tao, mày thật sự là chán sống rồi đó. Long Vương tôi sai rồi xin anh hãy tha cho tôi, trong từ điển của Long Vương không có hai từ tha thứ. Long Vương tiêu thần cứ thế mà bẻ cổ ân vô đạo, sau khi ân vô đạo chết thì long vương tiêu thần xoái khí rời đi mà chỉ vì động vào nữ nhân và tin vào những lời xảo trá mà mất đi tính mạng mình không cam lòng linh hồn ân vô đạo cay cú chửi bới ân vô đạo với một cái xác lạnh đang nằm thì có một mỹ nữ đi đến hệ thống kiểm tra thấy có một người xấu tội ác tày trời vừa mới chết là người này à ân vô đạo với tính mê gái khi nhìn thấy mỹ nữ thì mắt đã mê ly dù chỉ là một linh hồn mỹ nữ lúc này ấn vào màn hình kích hoạt tại hệ thống thần cấp đại phản phái vào người ân vô đạo linh hồn ân vô đạo ngay lập tức bị một vòng xoáy hút đi linh hồn cùng cơ thể cứ thế mà bị kéo vào một hư không vô định không biết bao lâu thì anh mở mắt trước mắt là cảnh tranh cãi của long vương với mẹ vợ hắn công ty là nơi cậu có thể đến à mau cút ra ngoài cho tôi nhược tuyết là vợ con có khó khăn gì thì nói con giải quyết không cần phải nhờ sự trợ giúp từ người ngoài cậu giải quyết được sao hiện giang gia đang nợ 10 tỷ tệ cậu lấy cái gì để giải quyết cậu chỉ là thằng ăn cơm mềm ở nhà giặt giũ nấu cơm nhiều tuyết bị mù mắt mới lấy cậu vào cái nhà này làm rể tình huống gì đây mình vẫn chưa chết định mệnh là mình trọng sinh rồi sao đây không phải là mình quay lại nửa giờ trước khi bị long vương bày cổ à ân vô đạo còn ngẩn người thì hệ thống xuất hiện đã kích hoạt hệ thống thần cấp đại phản phái nhiệm vụ tuyên bố hãy cố gắng sống sót vờ lờ đây là cái gì nữa sống sót qua nửa tiếng sao đây cũng chính là nửa giờ tới mình bị bày cổ ư lúc này thì mỹ nữ bên cạnh lên tiếng ân thiếu gia anh bị làm sao vậy sao anh lại đổ mồ hôi nhiều như thế, có phải là không khỏe ở chỗ nào không? Mỹ nữ này là vợ Long Vương, Giang Nhược Tuyết. Tiêu thần đứng bên cạnh thấy vợ quan tâm người đàn ông khác thì cay cú ra mặt, đù con này là chê mình chết không đủ nhanh à. Ân vô đạo sợ quá mà đẩy Giang Nhược Tuyết sang một bên quát. Ân thiếu gia cậu đừng tức giận mà, thằng rể vô dụng đó không đáng để cậu tức giận đâu. Hai mẹ con này bu vào người ân vô đạo như keo dính chuột, ân thiếu gia có mối quan hệ với bên trên đã giúp giang thị giành được vốn đầu tư 10 tỷ tệ nói cho cậu biết nhiều tuyết quyết định tái giá lần nữa với ân thiếu gia rồi mà các người từng người từng người một đều chê lão tử sống quá dài à mẹ vợ khoản đầu tư 10 tỷ tệ đó là do con sắp xếp tiêu đồng của công ty đó chính là con ấy. nghe thế thì giang nhược tuyết lao tới tát lệch hàm long vương anh câm miệng lại anh cho rằng anh cũng họ tiêu thì có thể có mối quan hệ với tiêu tổng sao cướp công của người khác mà anh không thấy xấu hổ ư anh càng làm vậy thì càng khiến tôi xem thường anh thôi chị hai ơi có chuyện gì thì từ từ nói đừng manh động mà giang gia không nuôi loại vô dụng như anh anh cút khỏi giang gia ngay cho tôi các người đã nói thế thì đừng hối hận không được anh ta sắp gọi người của long vương điện rồi mình phải mau ngăn anh ta lại ngay ân vô đạo tính đi giải thích thì lại bị hai mẹ con giang gia bu lấy nịnh nọt không cho ân vô đạo đi ân vô đạo bị cản thì khiếp hồn sau một tiếng rời đi thì tiêu thần trở lại gặp ân vô đạo không thèm giả vờ nữa tôi chính là long vương nghe đồn long vương điện là tổ chức ngầm số một thế giới ở hải ngoại thế lực khổng lồ địa vị rất được tôn sùng long vương dưới trướng có ba trợ thủ thiên tài bạo quân trưởng quyền tài thần trưởng tài và diêm la trưởng mệnh các người dám to gan làm phật ý long vương vậy thì hợp đồng 10 tỷ này sẽ không còn hiệu lực nữa chỉ cần một cuộc điện thoại cũng đủ cho hai nhà ân giang các người bốc hơi khỏi giang thành liền long vương chỉ cần ra lệnh một tiếng tôi liền đại khai sát giới định mệnh lại là tử cục mình lẽ nào phải chết thêm lần nữa sao đúng là phản phái chỉ là đá lót chân cho nhân vật chính làm màu mà không được, mình không thể chấp nhận. Tôi không chấp nhận lời cầu xin của anh nhưng tôi sẽ cho anh chết một CAI chết thoải mái. Tôi cũng không định cầu xin anh tha cho tôi. Ân gia của anh tuy ở Hoa Hạ có quyền thế ngập trời nhưng ở trước mặt Long Vương Điện của tôi thì cũng chỉ như hạt bụi thôi là bay. Thế sao? Nhưng với một cuộc gọi của tôi cũng khiến anh phải vạn kiếp bất phục đấy. Ha ha anh cũng phách lối quá nhỉ. Tôi rất muốn xem là ai có năng lực lớn đến vậy. Anh có gan thì cứ gọi đi. Sau 15 phút ân vô đạo gọi thì có một đám người đầy đủ vũ trang xông đến người đứng đầu là đội trưởng lục mạng của biệt đội Red Cell. Bắt toàn bộ họ lại cho tôi, he he đồ ngu, tôi là gọi cơ quan tình báo quốc tế đấy. Rất nhanh ba trợ thủ đắc lực của Long Vương đã bị áp chế gô cổ. Tiêu thần anh đã bị bắt, anh là thủ lĩnh của tổ chức ngầm bất hợp pháp ở nước ngoài nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Interpol. Đầu hàng thì anh còn được hưởng sự khoan hồng còn không. Cứ thế mà Long Vương đã bị gô cổ đi, ân vô đạo anh không có võ đức, anh có còn là chính nhân quân tử không? Xin lỗi tôi là nhân vật phản diện nha ha ha. Anh thành thật một chút cho tôi, không cần biết anh là Long Vương hay là tu la gì đó, ở chỗ tôi thì anh nên biết điều một chút. Phần thưởng báo tin của cậu sẽ đến sớm thôi, 500.000 tệ cho một người và miễn thuế thu nhập cá nhân. Ấy hợp tác đôi bên cũng có lợi là một vinh dự. Chúc mừng Túc chủ hoàn thành nhiệm vụ sống sót và thành công lấy được một điểm thiên kiêu. Mình hiểu rồi, chỉ cần giải quyết được một đứa con trời chọn là có thể cướp được điểm thiên kiêu của người đó, chỉ là không biết điểm này dùng để làm gì hệ thống kiểm tra thấy bàn tay vàng của long vương tiêu thần mời kim chủ lựa chọn cửu long chân khí một là sao chép hai là cướp đoạt cái này giống như đánh quái rơi vật phẩm vậy thú vị rồi á nha nếu trong từ điển của anh ta đã không có hai từ tha thứ vậy thì mình cũng không được phép để lại mối hậu họa trực tiếp cướp đoạt luôn bị mất đi cửu long chân khí thì tiêu chiến gục ngã này anh thành thật một chút cảnh cáo anh đừng có mà giở trò bịp bộng trước mặt tôi không phải bỗng nhiên tôi cảm thấy cơ thể rất khó chịu như bị hút khô Bên này thì ân vô đạo cười như điên ôm lấy giang nhược tuyết. Kha kha mọi thứ của anh ta giờ đã thuộc về mình rồi. Chồng mình là Long Vương đại danh đỉnh đỉnh nhưng lại đấu không lại ân vô đạo âm hiểm xảo trá này ư. Một lúc sau thì ân vô đạo cũng nhận được 2 triệu tệ tiền tố cáo. Trong tài khoản hiện số dư hơn 31 tỷ. Cảnh sát chuyển tiền đúng là nhanh thật. Hai mẹ con giang ra nhìn thấy số dư thì kinh ngạc. Tiêu thần đã bị bắt, khoản đầu tư trước đó không cách nào nhận được, Giang Gia vẫn phải đối mặt với nguy cơ phá sản, kính xin ân thiếu thực hiện lời hứa trước đó cái này còn phải xem biểu hiện của giang tiểu thư như thế nào nữa kìa từ sau khi tiêu thần đến nhà mặc dù không phải là vợ chồng thật nhưng cũng chưa từng bạc đại anh ta anh ta vì cớ gì lại không nói rõ thân phận thật của anh ta với mình đúng là một tên lừa gạt hôm nay muốn cứu giang gia chỉ có thể nương thân vào ân vô đạo thôi đáng ghét người này phong lưu thành tính nếu mình hy sinh vì gia tộc thì đời này coi như chấm hết ân thiếu xin anh ra tay cứu giúp giang gia chúng tôi cứu giang gia thì cũng được thôi nhưng mà tôi đang muốn cái gì thì em chắc là người biết rõ nhất nhỉ Nghe câu này thì thiện cảm của Giang Nhược Tuyết đã giảm xuống âm 100. Lúc này hệ thống lại công bố nhiệm vụ phụ phải công lực thiên kiêu chi nữ Giang Nhược Tuyết, phần thưởng là một điểm thiên kiêu và thiên phú kinh doanh, vãi ỏ thật chứ, phải đạt độ thiện cảm 90 mới hoàn thành nhiệm vụ, mới nãy giá trị của cô ta còn đang âm 100 điểm đấy. Vì Giang gia mình cứ thế mà phải hôn cờ hó ân vô đạo này, cô ghét tôi nhưng lại muốn định nọt lấy lòng tôi chắc cô khó chịu lắm đúng không? Ân thiếu nói gì vậy, tôi không có ghét anh mà, hư có hay không thì tự trong lòng cô là rõ nhất đầu tư 10 tỷ sao, các người nghĩ nó như đánh một cái dám chắc, tôi cũng không phải con rể liếm chân mấy người. Chuyện làm ăn tất nhiên phải nói cho rõ, tôi sẽ bỏ ra 10 tỷ mua lại tập đoàn Giang Thị, nghe thế thì mặt mẹ Giang Nhược Tuyết xám xịt hoảng hốt. Độ thiện cảm của Giang Nhược Tuyết cũng giảm xuống âm 120 điểm mà nhìn ân vô đạo cam phẫn, tôi biết các người tạm thời khó đồng ý nhưng đó là lựa chọn duy nhất của các người. Các người nghĩ xong rồi thì để Nhược Tuyết tới biệt thự của tôi ký hợp đồng, nhắc nhở nhắc nhở hệ thống phát hiện độ thiện cảm đang giảm xuống nhanh chóng mời túc chủ thay đổi sách lược công lược đối phó với nữ nhân thì tao giỏi hơn mày đó hệ thống cứ để yên anh công lược sau khi xử lý long vương xong thì ân vô đạo lên con xế xịn về nhà má nếu mà biết trước hôm nay thì đã cho mấy người đi theo rồi làm hại tôi suýt nữa thì mất mạng vào cổng thì ân vô đạo liền gọi thanh nhã ra đón mình trong nhà thanh nhã nghe tiếng ân vô đạo thì bị cắt trúng tay em gái xinh đẹp thanh nhã thấy ân vô đạo vô thì ủy khuất rón rén nhìn Em không biết hôm nay anh lại về sớm như vậy cho nên vẫn chưa chuẩn bị nước tắm, thật sự xin lỗi anh. Thiện cảm của Thanh Nhã đã đạt 90 yêu say đắm ân vô đạo nhưng điểm sợ hãi của cô ấy cũng đã đến 80. Không ngờ cô ấy lại thật sự yêu mình, nhưng mà cái sợ kia là gì vậy? Thanh Nhã tay của em bị sao vậy? A à, không không sao đâu, em chỉ lỡ tay mà thôi. Thấy ân vô đạo giơ tay ra thì Thanh Nhã nhớ lại chuyện lúc trước ân vô đạo bạo hành mình mà sợ hãi, có lẽ là sự việc xảy ra hôm đó đã dọa cô ấy rồi sau khi chết một lần ngẫm lại việc mình đã làm đúng là kích thích thật như vậy mới phù hợp với thân phận đại phản diện của mình chứ tôi nhớ là có căn phòng dùng để thiền định trong nhà này em mau đi quét dọn sạch sẽ cho tôi đi tôi cần dùng đến nó vào trong phòng thì ân vô đạo tu luyện cửu long chân khí sau hai canh giờ thì ân vô đạo đã bước vào nhập môn công pháp bấy giờ mỹ nữ kích hoạt hệ thống xuất hiện tuy là mình có giúp anh ta khai mở nhưng tốc độ tu luyện nhanh như vậy quả nhiên là thiên phú dị bẩm xem ra là mình đã không chọn lầm người miếng ngọc đó là một nơi ẩn trú tốt nó có thể giúp mình tránh được du thần tuần tra ân vô đạo cứ thế mà nhập định đốn ngộ công pháp lúc sau thì thanh nhã mang tới một chén súp cho ân vô đạo bồi bổ ân vô đạo cũng mở mắt xem xét he he phô diễn cơ thể đẹp như vậy trước mặt em có thể ngày đầu em chưa động lòng mà kìm nén được nhưng mà tôi không tin sau này em có thể kìm lòng đến đây đi tôi thấy trái tim em đang đập loạn nhịp rồi đó em em không có vô đạo anh có thể nào thả cô bé tối qua anh đưa về không nghe nói cô bé đó có người anh trai đang đi lính em sợ anh ta sẽ trả thù anh đó chọc cho em vui thôi chén súp em nấu ngon lắm à mà cô bé em nói là cô bé nào mà anh chẳng nhớ gì hết vậy mồ hôi ra nhiều quá nên tôi đi tắm đây mong là anh ấy không phạm lỗi sai lầm nào nữa ân vô đạo đi tắm ra thì vẫn âm ỉ với câu hỏi của thanh nhã về cô bé suy nghĩ bao lâu mà ân vô đạo cũng không có chút ấn tượng gì nhìn vào gương thấy chữ tử bằng máu viết trên đó làm ân vô đạo hoảng hốt chăm chú nhìn lại thì ân vô đạo thấy ở trên giường mình có hình bóng của một nữ nhân kéo rèm ra thì một mỹ nữ không mặc đồ đang nằm phơi thân ở đó ngủ mình biết miệng nó thanh nhã đang nói đến ai rồi chính là em gái này chuyện là tối hôm qua ân vô đạo đến vũ trường vui chơi thì gặp em gái này cô em này nhìn thôi là tôi biết là người thuần khiết rồi cô em này không nên đến nơi này thì tốt hơn thì ra vô đạo cậu thích mẫu người như vậy thế thì để người anh này đưa cô em đó tới nhà cậu thanh niên này là một trong tứ thiếu của giang thành khương nhân kiệt mà nó không ngờ tên cháu trai khương nhân kiệt đó lại đưa người tới đây quả này đúng là đào hố chôn mình mà Nói như vậy lúc nãy cái chữ tử trên gương có liên quan tới cô gái nằm trên giường này rồi. Kiểm tra thấy thiên kiêu binh vương đang đến gần, hệ thống đưa ra nhiệm vụ mới là sống sót, vãi ỏ lại tới nữa sao, ân vô đạo hoảng hốt mà lao tới màn hình xem. Định mệnh quả nhiên là có người xông vào rồi, bên ngoài thì anh trai em gái này không ngừng chiến đấu với vệ sĩ, từng cú từng cú thanh niên này hạ gục hết vệ sĩ. Cái định mệnh đánh ghê quá đi, thanh niên hạ gục hết người thì nhìn chằm chằm vào camera với ánh mắt hình viên đạn đem tới sự chết chóc. Mà no khi thế bộc phát ra luôn, lần này e là mình lành ít dữ nhiều rồi thằng cờ hó họ ân mày bước ra đây cho tao thanh niên này là binh vương lâm phong ân vô đạo ung dung bước ra hỏi là thằng nào không có mắt dám xông vào nhà bổn thiếu đấy bố đây là lâm phong bố tới đây để tìm em gái con bé là lâm vũ nhu mày mà dám động đến một sợi tóc của em tao thì tao sẽ khiến mày nến cảm giác sống không bằng chết anh là cái thá gì mà lại dám ở đây hô to gọi nhỏ với tôi tức giận mà lâm phong lao tới vung đấm muốn dạy cho ân vô đạo một bài học không nói thêm mà động thủ rồi đúng lúc mình xem thử cửu long chân khí vừa tu luyện như thế nào ân vô đạo cũng không ngần ngại mà vung tay tiếp chiêu nhận một đấm này khiến ân vô đạo phải lùi bước sức mạnh này thật là bá đạo nếu như là hôm qua thì mình có lẽ bị một đấm đó đánh chết rồi không ngờ mày có thể đỡ được một đấm của tao mày so với những thằng phú nhị đại khác thì mày mạnh hơn nhiều nhưng mà mày vạn lần cũng không được động vào em gái tao lâm phong muốn đấm bẹp đầu ân vô đạo lúc chuẩn bị xuống tay thì lâm vũ nhu đi ra nói anh mình dừng tay vì đây là hiểu lầm thanh nhã thấy thế thì cũng thót tim Vũ Nhu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Mãng phu này bỏ tay anh ra khỏi người của tôi. Tối hôm qua em bị kẻ xấu bắt nạt, là chị Thanh Nhã đã cứu em và đưa em về đây. Chuyện này không có can hệ gì tới ân thiếu cả. Với lại em tỉnh dậy là ở giường chị Thanh Nhã, cơ thể cũng không bị gì hết. Không thể nào, người bình thường khi gặp chuyện sẽ đưa tới bệnh viện chứ mắc gì lại đưa về nhà. Này đầu điên, tôi là bác sĩ đa khoa đó nha. Lâm Phong quê quá mà nói tránh, hư người có tiền trả có ai là người tốt cả. Họ Lâm kia anh đừng có mà không biết tốt xấu, tổ tiên tôi là khai quốc công thần ông nội tôi chinh chiến bảo vệ biên cương xã tắc bố tôi ngày đêm làm việc quản lý mảnh đất đông hải này mẹ tôi hàng năm đều nộp thuế cho đất nước cả 100 tỷ ba đời nhà tôi ra sức vì dân vì nước tại sao anh lại dám chửi nhà tôi như thế hả thế còn cậu thì làm được cái quần gì anh à anh mau xin lỗi ân thiếu đi anh ấy không phải là người xấu đâu được rồi tôi xin lỗi là tôi sai xong rồi thì chúng tôi không phiền nữa tạm biệt này hai người đứng lại ai cho hai người đi hả có chuyện gì với anh sao những thứ tôi phá tôi sẽ đền Đền sao, anh lấy gì mà đền hả? Em gái anh vì kiếm tiền mà phải đi làm phục vụ quán bar, tôi tin trong nhà anh đang rất cần tiền gấp đúng không? Anh à chuyện đó em xin lỗi, em thấy anh vất vả lo chi phí phẫu thuật cho mẹ nên mới muốn giảm bớt gánh nặng cho anh. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, các người đừng khinh thiếu niên nghèo, dẹp đi đừng ở đó mà xem đấu phá thương khung nữa, nghèo thì đất bao giờ ngóc lên nổi đâu chứ đấy mà 30 năm bây giờ thì tôi có một cơ hội muốn đề nghị với anh anh đồng ý thì tiền thuốc men của mẹ anh tôi lo còn tặng thêm một triệu tệ giúp gia đình anh có thể an dưỡng nữa chỉ cần anh làm vệ sĩ cho tôi thì tấm thẻ này là của anh lúc tôi rời khỏi quân đội đã từng hứa sẽ không bao giờ làm tay sai cho lũ tư bản các người anh ơi khí khái vớ vẩn đó không tạo ra cơm ăn đâu ca phẫu thuật của mẹ không thể trì hoãn được nữa a ha ha chuyện này tôi thế nhưng lại cảm thấy ân thiếu là một tư bản tốt nha tôi đồng ý với thiếu gia gì vậy ba lật mặt nhanh giữ trời đã hoàn thành nhiệm vụ sống sót, ban thưởng tăng điểm thuộc tính của binh vương, kỹ năng chiến đấu, lái xe nhảy dù vân vân, điểm trung thành của đồng đội mới 20 nên chưa thể nhận được điểm thiên kiêu, cửu long chân khí phối hợp với thuộc tính binh vương quả thực là bá đạo đấy, phần thưởng ngẫu nhiên đã khủng như này rồi vậy nếu lấy được điểm thiên kiêu há chẳng phải sẽ rất chấn kinh sao, cảm ơn ân thiếu, với số tiền của ngài tôi nhất định sẽ tận tâm báo đáp, độ trung thành của Lâm Phong cũng coi như tạm được đi, còn may là không có âm nhiệm vụ phụ mới công lực nữ thiên kiêu lâm vũ nhu ban thưởng một điểm thiên kiêu và thiên phú giám bảo chuyện gì xảy ra với độ thiện cảm của lâm vũ nhu này vậy mình có làm cái quần gì đâu mà đã 60 rồi một cô bé ngây thơ trong sáng đến như vậy thật sự mình không nỡ ra tay chút nào hai người đi đường cẩn thận vũ nhu rảnh thì ghé chơi với thanh nhã nha ai ra thanh nhã cảm ơn em lúc nãy đã đứng ra bênh vực anh bằng không thì lâm phong đó đã xe xác anh ra rồi anh bỏ tay ra khỏi người em đây là lần cuối em hiểu anh mặc dù xấu nhưng cũng có giới hạn Điểm thiện cảm của Thanh Nhã đã tụt xuống chỉ còn 80. Tại sao lại giảm xuống 80 rồi? Chẳng lẽ tình yêu thật sự sẽ biến mất sao? Thanh Nhã lần này em thật sự là hiểu lầm anh rồi đó. Anh à, mau lên đi, đưa mẹ tới bệnh viện rồi thì anh đến chỗ Ân Thiếu là việc đi, ngày đầu tiên đi làm thì đừng có đến trễ. Ân Thiếu, Ân Thiếu, từ lúc em về đến nhà thì cứ luôn miệng nhắc tới Ân Thiếu, anh thấy em bị hắn làm cho mê muội rồi đấy. Anh nói cho em biết, ít tiếp xúc với hắn đi, hắn có tiếng xấu nhất Giang Thành này đó. Hư đó chỉ là những tin đồn nhảm em không tin, hai người còn đang tranh cãi thì máy múc đã phá rỡ nhà. Ba người nhìn tường nhà sập mà hú hồn, người bên trong nghe cho kỹ đây, thời hạn phá rỡ đã đến rồi mời biến đi, còn không biến thì sẽ chôn các người ở đây luôn đó. Hôm nay ông mày ở nhà để ông xem thằng nào dám phá. Chúng tôi cũng không muốn tranh chấp đâu nhưng mà các người đưa tiền tái định cư thấp hơn giá bình thường mấy lần thì sao mà được, các người chính là ép bán ép phá rỡ. Định mệnh lũ các người thật là điếc không sợ súng mà, chàng trai xin lỗi tụi nhỏ không hiểu chuyện mong cậu đừng chấp nhặt mà tính toán với tụi nó làm gì chúng tôi đồng ý pha rỡ chúng tôi lập tức dọn đi ngay mẹ lâm phong đã thỏa hiệp nhưng tên này lại đạp bà ấy một cú vào cổ cút mịa bà ra chỗ khác đúng là một bà già xui xẻo lắm chuyện biến ngay khuất mắt lão tử lâm phong thấy mẹ mình bị đánh thì dồn máu não ngay mày lại dám đánh mẹ tao à mày đây là muốn chết mày ngon thì đụng vô bố thử xem bố có thể tống mày vào tù ngay lập tức đấy bố để mày ngồi trong tù mục xương đó cờ hó mình phải kiềm chế mình không thể ngồi tù được nếu mình ngồi tù thì sẽ không có ai bảo vệ mẹ và em gái nào đâu nhiều máu đấy đến mà đánh tao đi tên này dứt câu thì liền ăn một đấm vào mồm ân vô đạo không biết từ đâu lao tới ra tay tôi chưa bao giờ thấy có một yêu cầu biến thái đến như vậy luôn đó ân vô đạo soái khí đứng trước mặt hai mẹ con lâm vũ nhu là thằng nào thằng nào dám đánh lão tử tên này nhìn lên thấy ân vô đạo thì mặt cắt không ra tiết ân ân thiếu thì ra là ngài à xem ra đây chỉ là một sự hiểu lầm không hề nhẹ nhỉ ngài còn nhớ tôi không tôi tên tang biêu là người của khương gia đó trước đây tôi đã từng lau giày cho ân thiếu rồi khương gia giang thành sao một trong bốn đại gia tộc ồ thì ra là người của khương nhân kiệt à hèn chi thấy quen lắm luôn đây là cờ lê của mày à vâng vâng đúng là của em anh cũng biết chủ của em nên có thể tha cho em không chúng ta là người một nhà mà ân thiếu gia sao lại kết bạn với một người như vậy chứ anh nói lúc trước là đúng mà em không tin bọn họ chính là cá mè một lứa thôi bên này thì ân vô đạo vung cờ lê và thẳng vào đầu tên Tang biêu tao mà lại thèm làm người nhà với mày. Rẻ rách mà đòi ngồi chung với lụa là à, mày cảm thấy tao sẽ quan tâm đến việc mày là thủ hạ của Khương Gia Chắc. Anh ấy quả nhiên khác với tất cả những người khác mà, tuy tên này rất độc đoán kiêu ngạo nhưng mà đúng là làm mình rất thống khoái, hắn đúng là một chiến lang. Độ trung thành của Lâm Phong tăng lên 50 còn độ thiện cảm của Lâm Vũ Nhu cũng tăng lên 70. He he cách tốt nhất để có thể mua được lòng người nhanh nhất chính làm làm màu trước mặt mọi người mà. Chúng ta có phải đã gây ra phiền phức cho ân thiếu rồi không? À tao nhớ rồi, thì ra mày là đứa con trai riêng của Khương gia mới nhận lại gần đây à? Mày chưa gì đã phải ra ngoài kiếm cơm rồi sao? Khương gia không còn người hay sao mà lại phái một đứa con riêng tới đây làm việc chứ? Tên này cay quá mà tấn công Ân Vô Đạo. Dù tên công tử bột Ân gia này lại né tránh được những đòn đánh chớp nhoáng của mình, tên này tấn công tiếp thì lại bị một bàn tay khác đánh răng. Lâm Phong nhảy ra bảo vệ Ân Vô Đạo, Lâm Phong vùng đấm đánh bay tên con riêng của Khương gia, sức mạnh của tên này cũng không hề yếu chút nào. Không ngờ Giang Thành lại có một cao thủ như vậy không dùng thể lực thắng thì mình dùng thân pháp vậy tên này dùng độc bộ tiêu dao mà lao tới như chớp tấn công lâm phong thân pháp quá quỷ mị chỉ dựa vào con mắt bình thường thì căn bản không thể nào nhận đâu ra thật giả lâm phong lúc này nhắm mắt ngưng thần sau một lúc cảm nhận thì phát hiện tên khương ra tấn công từ phía sau lâm phong quyết định xoay người chịu đòn rồi nắm bắt cơ hội để phản công phát hiện được tên này thì lâm phong tung cước đá vào sơ hở của hắn ăn một cước này khiến tên khương ra cho đảo lùi bước Khương Lạc Phong vậy mà lại có thể đấu ngang tay với binh vương, hắn xem ra không phải là hạng người thường. Kiểm tra thấy thiên kiêu chi tử mới, Lạc Phong bí danh Tu La là đệ nhất trên bảng sát thủ thế giới. Nhiệm vụ tiêu diệt Lạc Phong, ban thường một điểm thiên kiêu, huyết kiếm phi đao tam thập lục phẩm. Hóa ra hắn là nhân vật phong vân có tiếng à. Thân pháp quỷ mị lúc nãy chắc là được phối hợp dùng chung phi đao. 36 thanh phi đao lâm phong có thể đỡ được sao? Nữ chính đi với anh ta sẽ là ai đây he he? Lúc này thì tên tăng biêu âm thầm muốn tấn công lén ân vô đạo vào lâm vũ nhu thằng cơ hó này chắc muốn khiến lâm phong phân tâm đây mà cũng may là sau khi học cửu long chân khí nên có thể dự cảm được sự nguy hiểm nhưng mà cũng hay vì đây lại là một cơ hội tốt để làm màu lũ khốn dám làm trái ý khương ra thì tất cả chúng mày phải đăng xuất hết lâm vũ nhu nghe tiếng phát ra từ phía sau thì sợ hãi ân vô đạo bắt đầu diễn mà lấy thân mình che chở cho lâm vũ nhu tên này thấy mình gõ vào ân vô đạo thì sợ xanh đít nhái anh ấy vì mình mà không màng cả mạng sống cứu mình sao lâm phong cũng bị việc này mà phân tâm để lộ sơ hở cho tên lạc phong ân vô đạo làm màu mà bị đánh cũng cay cú vũ nhu cầm áo cho anh hôm nay anh phải đấm vỡ mặt thằng này ân thiếu nếu khương thiếu gia đã động thủ rồi vậy thì tôi đành xin lỗi vậy tên này vừa nhào tới thì ăn một đấm méo mặt cút miệng mày chỗ khác cước loại ba mà đòi so với sô cô la loại một à a à, ân thiếu đúng là soái ca quá đi không hổ là toàn thuộc tính binh vương tuy độ thuần thục chưa đủ nhưng nó cũng đã tăng sức chiến đấu lên rất nhiều ân thiếu vừa rồi anh có bị thương ở đâu không không sao đâu lâm tiểu thư anh cứ gọi em là vũ nhu đi Chuyện này là lỗi của nhà em làm liên lụy đến anh, thật xin lỗi. Quả nhiên việc anh hùng cứu mỹ nhân sẽ chiếm được lòng thương của nữ chính mà ha ha. Em không cần phải nói lời xin lỗi, cho dù hôm nay không phải là nhà của em gặp chuyện xui xẻo thì anh cũng sẽ không làm ngơ. Chuyện ức hiếp cô nhi quá phụ quả thực không bằng cầm thú, Lâm Vũ Nhu nghe thế thì lại càng hâm mộ, điểm thiện cảm của Vũ Nhu cũng tăng lên 80 điểm. Cô nàng nhìn ngắm Ân Vô Đạo chìm đắm mà hoàn toàn quên việc anh trai mình đang đánh nhau bán sống ngoài kia, trận đấu của hai thiên kiêu chắc tới Tết cũng không phân được cao thấp rồi. Lúc này thì một con siêu xe lao tới, Khương Nhân Kiệt chạy xuống gọi thằng em mình dừng lại, đều là người nhà cả không nên làm tổn thương hòa khí. Ổn định xong thì hai bên ngồi lại với nhau nói chuyện, Vô Đạo đây chẳng phải là cô bé trong hộp đêm hôm đó sao? Cậu nói chuyện chính đi, đầu đuôi mọi chuyện tôi đều nghe rồi, mấy đứa nhóc ở dưới nó không biết cậu và tôi có quan hệ nên mới làm việc lỗ mãng. Đây là 10 triệu tệ, một nửa là tiền tái định cư, một nửa là tiền đền bù cậu thấy thế nào? Anh của em đã đưa mẹ em đi viện rồi, chuyện này do em làm chủ đi anh là đang đền bù cho riêng nhà tôi như vậy hay là tất cả mọi người ở đây đều được như vậy tất nhiên chỉ là nhà cô thôi nơi này có bao nhiêu nhà mà đền bù như thế thì tôi có mà phá sản à vậy thì xin lỗi tôi không thể nhận nó được em gái đừng có mà không biết tốt xấu em trai tôi có nói qua quỹ tái định cư của chúng tôi không hề thấp hơn giá thị trường rồi những hộ ở đây không rời đi chỉ muốn tăng thêm giá mà thôi cô em còn muốn bao nhiêu thì nói thẳng tôi tôi không muốn gì hết tức là em ấy không muốn đồng ý rồi nếu đã không đồng ý rồi vậy thì đừng nói chuyện nữa mau cút hết ra ngoài cho tôi ngay ân vô đạo cậu vì gái mà trở mặt với anh em thậm chí còn muốn đối địch với khương gia tôi sao ân vô đạo nhìn mà khinh khỉnh đáp đúng vậy được cậu đã làm rạch ròi như vậy thì cũng dừng trách tôi cá chết lưới rách cô em à chẳng lẽ cô thực sự cho rằng ân vô đạo tình cờ gặp cô một cách lãng mạn như thế sao thực ra là nó đã lăm le cô rồi còn kêu tôi đưa cô lên giường của nó đấy thằng cơ hó này mày thực sự muốn hại tao sao tao sẽ không để mày được như ý đâu nghe xong cô ẻm liền hỏi có phải là thật không những gì anh ta nói phải là thật không? Dựa vào kinh nghiệm tình trường mà phán đoán thì cô ấy sẽ cho mình một cái tát. Nhưng chỉ cần mình không né thì mình có thể trong vòng 10 giây làm cho cô ấy yêu mình liền." Vô Đạo đáp dõng dạc thật. Vô Sỉ vừa nói cô ẻm liền tát Vô Đạo một cái. Bắt đầu tính giờ, nhẹ nhàng như lồng hồng độc lập vô song, khi anh nhìn thấy em vào ngày hôm đó thì linh hồn anh đã không bao giờ quay về với cơ thể anh nữa rồi. Hôm đó anh không nên đi vào hộp đêm và cũng không nên gặp em làm gì, nếu không anh sẽ không có những đêm mất ngủ. Sẽ không tham gia vào việc phá rỡ. Cũng không bị thương và sẽ không phải cắt đứt tình bạn hơn 10 năm của mình. Nếu như yêu một người mà cần đến sự vô sỉ thì anh cũng rất muốn sự vô sỉ đó. Cô ẻm lúc này đã có vẻ yêu say đắm. Xin lỗi, em, người của Khương ra đi hết chưa? Hai người nói chuyện đi, em có việc ở trường nên đi trước đây. Con bé này mặt sao lại đỏ vậy? Vũ Nhu vẫn còn đi học ư. Con bé là chuyên gia giám định văn vật ở Đại học Giang Thành. Dạo này nó đang bận rộn với việc thực tập ấy mà. Sắp xếp ổn thỏa cho bác gái chưa? cảm ơn ông chủ đã sắp xếp ổn thỏa rồi lâm phong anh cảm thấy thế nào về chuyện ngày hôm nay ông chủ tôi cảm thấy chuyện này nhất định có mờ ám tên lạc phong đó là người giỏi về tâm kế mỗi một động tác khi chiến đấu với anh đều tính toán rất kỹ lưỡng người như vậy không thể nào là người lỗ mãng ngu si được tôi cũng cho là như vậy tâm tư lạc phong kín đáo hôm nay không nói không rằng thì đã chủ động tấn công ông chủ rồi tôi cảm thấy giống như là đang muốn gây thù cho khương gia vậy đúng vậy đó cũng chính là nguyên nhân mà tôi trở mặt với khương gia Lạc Phong lai like giả bất thiện, tên ngốc Khương Nhân Kiệt đó chắc chắn là đấu không lại tên đó rồi. Tôi đoán là Khương gia sẽ có đại loạn, vì vậy lúc này tốt nhất là rũ sạch quan hệ, tĩnh quan kỳ biến, ông chủ sáng suốt, Lâm Phong. Nếu như anh liều mạng chiến đến cùng với Lạc Phong thì có phần thắng không, đấu tay không thì chúng tôi ngang nhau, nhưng mà tôi nhìn thấy ngón tay của anh ta đầy những vết chai. E là cao thủ dùng vũ khí nhưng tôi lại không nghĩ ra được anh ta dùng loại vũ khí gì, tên đó dùng phi đao, ông chủ như là thần nhân vậy đó. Đúng vậy anh ta có thân pháp quỷ mị như thế, phối hợp với việc dùng phi đao là hợp nhất. Nếu như anh ta dùng phi đao thì tôi chỉ có thể dùng súng mới đấu lại được với anh ta thôi. Vậy thì anh cứ việc dùng súng đi, nhưng kiểm soát súng nghiêm ngặt như vậy thì làm sao có chuyện lấy được súng chứ? Chuyện đó anh không cần phải quan tâm đến tôi làm gì. Tôi sẽ giải quyết, chuyển cảnh. Tôi nhớ chú ốc đây khi còn bé hai ta thường hay làm chuyện này, lúc đó bắn ra gần 10 mét. Những năm này để anh ở lại Khương gia thiệt thòi cho anh rồi, mạng của tôi là do cậu cứu vì cậu làm bất cứ chuyện gì đều rất đáng giá chẳng qua là cậu nhất định phải động thủ với khương ra sao năm đó mẹ tôi bởi vì có thân phận là phụ nữ không những không được công nhận mà còn bị ngược đãi đến chết lần này tôi trở về chính là muốn khương ra nợ máu phải trả bằng máu khương nhân kiệt là đầu người óc heo thậm chí còn không khảo sát thị trường như thế nào dự án cải tạo lại đô thị cũ nát nằm trong tay anh ta chính là quả bom mấy ngày nữa chính là tiệc mừng thọ của lão già đến lúc đó tôi sẽ tiễn ông ta đi liền Ngoài ra cái tên ân vô đạo kia đúng là khó sơi thiệt. Nghe nói là ngay cả Long Vương tiêu thần cũng bị tên đó bẫy, xem ra không thể không đề phòng tên đó, thiếu ra yên tâm đi. Tôi sẽ cố gắng tránh tên đó. À đúng rồi, tôi kêu anh đi tìm người đã tìm được chưa? Tôi cũng đang tìm đây, cũng có một chút manh mối rồi, em rốt cuộc đang ở đâu, những năm qua anh ở nước ngoài huấn luyện nếu như không phải là luôn nhớ đến em. Căn bản là không thể sống sót cho đến giờ, lần này anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa thanh nhã, cảnh chuyển đến thanh nhã về rồi à, cởi giày đi, hôm nay người của Khương gia đưa thiệp mời tới nói là mấy ngày nữa là đại thọ 60 của chủ nhà Khương gia Khương Liên Thành, mời anh qua đó dự tiệc, đến lúc đó em đi cùng với anh nhé. Đúng rồi, còn nửa tháng nữa là hợp đồng của chúng ta sẽ hết hạn. Khi đó em sẽ được tự do. Lúc đó cha em đem em gán nợ cho anh, bắt em ký hợp đồng làm bạn gái của anh trong vòng 3 năm. Anh rất cảm ơn em đã chăm sóc anh trong những năm qua, đến lúc đó anh sẽ giữ đúng lời hứa trả tự do cho em. Thanh Nhã liền rớt nước mắt. Chính xác là còn 14 ngày 8 giờ 42 phút nữa, cảnh chuyển đến ngày đại thọ Khương gia. Ân Võ Đạo và Thanh Nhã cùng đến, "Chào Ân thiếu gia, chào thiếu phu nhân, chào tất cả mọi người." "Thiếu phu nhân Ân gia đẹp ghê." Bọn họ nói lung tung, "Em không phải, sao thế em không thích à?" "Không không, mình đang nói gì vậy, mình sắp phải rời khỏi anh ấy rồi, sao lại thích người khác gọi mình là thiếu phu nhân chứ?" "Do Ân thiếu tới rồi sao, nghe nói cậu thử dịp cháy nhà hôi của tập đoàn Giang thị cũng quá bị ổi rồi đó." nhưng mà những tính toán mưu đồ của cậu đã thất bại rồi tiệc rượu ngày hôm nay tôi sẽ chính thức kế thừa khương gia sau đó tôi sẽ che chở cho giang thị và nhược tuyết cậu mà còn có ý đồ với cô ấy tôi sẽ không khách khí đâu ân vô đạo không có anh tập đoàn giang thị của chúng tôi vẫn có thể đông sơn tái khởi lại như thường giá tâm của anh nhất định sẽ không được như ý đâu hùng thật sao tôi thấy là không bao lâu nữa thì các người phải quỳ xuống sầu xin tôi đấy cậu đang ảo tưởng đấy à cho dù có chết ở đây tôi cũng sẽ không cầu xin cậu đâu tên khốn nạn tự cao tự đại tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước mặt anh đâu. Đúng lúc này thì tiếng chống khai tiệc vang lên, cảm ơn mọi người đã đến tham dự tiệc mừng thọ của Khương Liên Thành tôi, Khương mỗ tôi cũng già rồi, sức khỏe ngày càng xa sút Hôm nay tôi mời mọi người đến đây hy vọng mọi người có thể giúp tôi làm nhân chứng, tôi quyết định lui về ở ẩn đem vị trí chủ nhà Khương gia truyền lại cho con trai của tôi Lạc Phong. Chủ nhà đời kế tiếp của Khương gia, vậy mà lại không phải là Khương Nhân Kiệt, tình huống gì đây, vậy mà lại đem vị trí chủ nhà truyền cho đứa con riêng. Dù cho Khương Nhân Kiệt hơi kỳ cục nhưng cũng không đến nỗi mất vị trí kế thừa. Ông già chết tiệt ông tàn là đôi chân chứ không phải là não. Ông có biết ông đang nói gì không? Sao lại đem vị trí chủ nhà truyền cho đứa con riêng hả? Có phải là ông già rồi nên hồ đồ rồi không? Ông già ngu ngốc vừa nói Khương Nhân Kiệt vừa nổi điên. Tiệc mừng thọ của cha chớ có làm càn. Thằng ngu, khi này Thanh Nhã cũng phát hiện ra Lạc Phong. Anh ấy về rồi, có gì đó không đúng ở đây. Thì ra nữ chính của Tu La Lạc Phong chính là Thanh Nhã đúng lúc này thì nhiệm vụ hiện lên yêu cầu cưa đổ thiên chi kiêu nữ tô thanh nhã khi độ thiện cảm lên đến 98% thì nhiệm vụ hoàn thành thưởng một điểm thiên kiêu thiên phú y học hiện đại ách vậy cái nón xanh này rốt cuộc là ai đội đây phía bên này lạc phong liền dạy dỗ cho nhân kiệt một bài học tiểu tiện chủng thả con trai tao ra bà mới là tiện nhân con riêng lại dám đánh trưởng bối cũng quá hỗn láo rồi khương liên thành sao lại cho một đứa con riêng vô lễ như thế làm người thừa kế chứ không ngoài dự đoán lạc phong hẳn là có chỗ dựa lạc phong liền ra hiệu cho người dẫn người vào ông mau quỳ xuống cho tôi đây chẳng phải là quản gia ân gia khương thụy đó sao sao lại bị trói dẫn tới đây chứ hôm nay đến đây không ủng phí mà có kịch vui để xem rồi tôi đã điều tra rõ mọi chuyện rồi năm đó mẹ tôi sở dĩ bị chết bất đắc kỳ tử chính là bị khương thụy bỏ thuốc độc làm hại và nguyên nhân để bọn họ bỏ thuốc độc hại mẹ tôi chính là do mẹ tôi phát hiện ra chuyện ngoại tình của họ tuyết di mẹ của khương nhân kiệt nghe xong liền hoảng sợ Khương Nhân Kiệt này anh ta vốn chẳng phải là con trưởng đích tôn Khương gia gì cả mà là nghiệt chủng của phu nhân Khương gia cùng quản gia sinh ra, không ngờ Hương gia lại có tin chấn động như thế. Hôm nay thực sự là dao nhỏ kéo cái mông mở rộng tầm mắt rồi, mày nói bậy, tao chính là đại thiếu gia Khương gia, nực cười, tự anh xem giấy kết quả xét nghiệm ADN mối quan hệ cha con đi. Nhân Kiệt xem xong liền không tin nổi đó lại là sự thật, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy chứ? Xong rồi vừa mới tìm được chỗ dựa thì đã ngã ngựa rồi, ân vô đạo anh đã tính toán chuẩn bị xong mọi thứ rồi sao từ hôm nay khương nhân kiệt sẽ không còn mang họ khương đuổi khỏi khương gia kéo khương thụy và trần tuyết ra ngoài tôi muốn ly hôn với bà ấy xóa tên bà ấy ra khỏi hộ tích cha đừng mà con là được cha nuôi lớn cho con ở lại đi khương nhân kiệt tự anh cút ra ngoài hay là đợi tôi vứt anh ra ngoài đây có ai không cứu tôi với đừng nhìn tôi tôi cũng không dám xen vào chuyện của khương ra đâu chuyện này cho dù thiên vương lão tử tới cũng không cứu được đâu khi nào nhân kiệt liền quỳ xuống trước mặt ân vô đạo vô đạo hiện giờ chỉ có cậu mới có thể cứu được tôi thôi dù sao thì cậu cũng không thể nào thấy chết mà không cứu là ai mới vừa nói cho dù có chết ở nơi này cũng sẽ không cầu xin tôi nhỉ vô đạo tôi sai rồi tôi không dám đối phó với cậu nữa đâu hôm nay nếu như cậu có thể bảo vệ tôi thì dự án cải tạo lại đô thị cũ đó là của cậu bệnh viện trung tâm giang thành cũng thuộc về tôi cậu cũng tham quá rồi đó anh không có lựa chọn nào khác đâu nhân kiệt chỉ đành ngậm ngùi mà chấp nhận điều kiện này Đặc sắc, thật sự là đặc sắc quá đi. Họ Ân kia, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, tôi khuyên anh tốt nhất đừng nhúng tay vào. Ân gia cùng Khương gia là thế giao. Mắt thấy Khương gia đại họa lâm đầu, tôi há có thể ngồi yên không để ý đến chứ. Anh phải suy nghĩ cho kỹ, người lớn phải chịu trách nhiệm cho những việc làm và lời nói của bản thân mình đấy. Đó là đương nhiên, Vô đạo cầm tờ giấy giám định lên thông báo trước mặt mọi người, giấy giám định này là giả. Đây chính là giám định được Giang đại xác nhận, đó chính là nơi có thẩm quyền nhất trong Giang thành này anh đừng có mà ăn nói lung tung thật sao vậy thì chúng ta hãy chứng minh nó ngay tại đây đi viện trưởng đồng ông hãy nói cho mọi người biết tờ giấy giám định này có phải là thật không viện trưởng giám định giang đại đồng hạo khi này lo lắng quần chúng ăn dưa cũng không tha thực sự là đau đầu mà khi không lại dính líu đến ân vô đạo này hình như là anh nhà đồng phi đang làm việc tại tập đoàn thịnh đường nhà tôi nhỉ cậu cậu tính làm gì tôi sẽ cố gắng quan tâm tới anh ta tôi tôi hiểu rồi hắn liền nói to đây là giả giám định giang đại chúng tôi chưa bao giờ đưa ra giấy giám định này cả chuyện gì vậy thì ra là làm giả họ ân anh xe nát giấy giám định rồi thì sao chứ khương thụy đã nói ra hết rồi chẳng qua là làm tiếp một lần giám định nữa là được thôi ồ khương thụy đã nói gì thế sao tôi chẳng nghe thấy gì hết nhỉ ông hãy nói lại lần nữa những gì đã nói vào ngày hôm qua đi đừng đánh đừng đánh tôi nói tôi cùng với trần tuyết qua lại với nhau từ hai mươi năm trước câm miệng di tuyết chính là con gái của trần thị ở dĩnh xuyên Thân phận cao quý sao có thể qua lại với ông được chứ? Ông là người hầu trải qua nhiều thế hệ ở Khương gia, lại nhận được rất nhiều ân huệ sao lại dám nói xấu chủ của mình, hãm hại thiếu gia chứ? Hành động bất trung và bất nghĩa như vậy quả thực không xứng đáng làm người. Nỗi đau xác thịt chỉ trong chốc lát nhưng trung nghĩa sẽ được lưu danh vĩnh viễn trên thế gian này. Đây là những gì một người đàn ông nên làm. Nghe vậy Khương Thụy liền hiểu vấn đề. Hắn hét lên là Lạc Phong ép tôi làm hại bà chủ và thiếu gia, tôi và bà chủ chưa bao giờ vượt qua ranh giới tôi và thiếu gia càng không có bất cứ quan hệ nào tôi đối với khương gia là trung thành tuyệt đối khốn nạn đây không phải là những gì ông đã nói vào ngày hôm qua tôi lấy cái chết để chứng minh trong sạch vừa nói khương thụy vừa đâm đầu vào cuộc tự sát trước mặt mọi người người này nói dăm ba câu thì đã đổi trắng thay đen còn khiến cho quản gia tự sát nữa chớp mắt cái đã hóa giải thế cục mà mình đã tốn công sắp xếp bao năm nay không hổ là người đã trừ khử được long vương quả nhiên bất phàm thế bá tranh đoạt tương tàn mưu hại bà chủ gì đó kế tiếp xử lý như thế nào đó chính là việc của khương gia mấy người tôi không nhúng tay vào khốn nạn phút chót mày lại dám gài hàng tao coi như mày lợi hại người đâu rồi mau dùng gậy đánh khương lạc phong đuổi khỏi khương gia tôi không có đứa con trai này nghe vậy lạc phong bắt đầu lấy nắm đấm ra làm vũ khí lấy nhược tuyết ra uy hiếp ai dám tôi kệ miệng scandal của khương gia mấy người cũng không thèn cái vị trí chủ nhà cờ hó hóa gì đấy lần này tôi về chỉ để làm một chuyện báo thù rửa hận nói xong hắn liền bóp cổ nhược tuyết quá tàn bạo thật là đáng tiếc khương liên thành cũng lên cơn đau tim cha người đừng chết mà mới dọa dạ thôi mà đã chết rồi sao đúng là không chịu nổi đà kích mà tiếp theo đến lượt mày rồi tên khốn nạn hại tao không thể kế thừa hợp pháp khương gia thế mà lại dám nói là về báo thù rửa hận gì đó chẳng qua là cũng thèm muốn gia sản trăm tỷ của khương gia đấy thôi dối trá người sắp chết nói gì cũng vô dụng thôi tao sẽ dùng tuyệt kỹ hay dùng để tiễn mày một đoạn đường chính lúc này thanh nhã chạy ra em không cho phép anh giết anh ấy thanh nhã là em sao lão đại lục mạng dẫn theo Red Shield đến đây rồi tới cũng nhanh thật ân vô đạo tao sẽ đến tìm mày nữa mình cảm thấy là anh ta còn có dụng ý khác nhưng kiệt lúc này mới sách dao ra đuổi theo đồ khốn nạn không được đi tao phải chém chết mày hắn đã chạy trốn từ đời nào rồi người thân của tôi chết hết rồi tôi thành cô nhi rồi giờ không phải là lúc để đau buồn khương ra không thể loạn tôi sẽ cho người tới giúp anh xử lý hậu sự anh nên sớm tiếp quản khương ra đi vô đạo vẫn là cậu tốt với tôi nhất anh bị bóng hả mau buông lão tử ra ngay chúng ta là bạn cởi trùng tắm mưa từ nhỏ tất nhiên sẽ không có chuyện thấy chết mà không cứu có người anh em như cậu thật là tốt à đúng rồi nhớ đem cái dự án cải tạo lại đô thị cũ cùng với bệnh viện trung tâm chuyển sang tên tôi càng nhanh càng tốt nha nhớ kỹ giang tiểu thư chuyện hôm nay cô cũng nhìn thấy rồi đó tôi không thể vì cô mà đắc tội với vô đạo được nếu không thì ước định trước đó của chúng tôi sẽ không còn hiệu lực nữa, cô tìm cao nhân khác đi. Tôi hiểu, tôi cảm thấy cô vẫn là nên đi theo cậu ta đi. Ở Giang Thành này không ai dám đối đầu với Ân vô đạo. Thứ cậu ta muốn chưa bao giờ mà không có được cảm còn cô thì lại là người phụ nữ mà cậu ta muốn có. Nhưng mà, anh lừa gạt để mưu lợi riêng, đổi trắng thay đen có khi nào anh cắn rứt lương tâm không? Đổi trắng thay đen, cô cho rằng mọi người ở đây không nhìn ra ư? Ừ. Cô cho rằng Khương Liên Thành không biết sự thật sao? Thế lực Trần thị ở Dĩnh Xuyên rất lớn. Khương gia nếu tùy tiện đuổi Trần Tuyết đi, trục xuất Khương Nhân Kiệt chắc chắn sẽ bị Trần Thị trả thù liền. Khương Liên Thành thế cưỡi trên lưng cọp vì để không bị mất mặt chỉ có thể nhắm mắt đổi người thừa kế mà thôi. Mà việc tôi làm chính là cho ông ta một nấc thang để bước xuống thôi, không thể nào. Khương Liên Thành tuyệt đối sẽ không vì tự vệ mà không để ý đến huyết thống Khương gia được. Anh chính là đang nói bậy. Tổ tiên của Khương Thụy là con thứ của thế tổ Khương Thị, có thể cùng huyết thống với Khương Liên Thành. Dòng máu chảy trong cơ thể Khương Nhân Kiệt và Lạc Phong đều là huyết thống của Khương gia nếu cô là khương liên thành thì cô sẽ chọn khương nhân kiệt người có chỗ dựa vững chắc hay là chọn lạc phong người có một người mẹ xuất thân là vũ nữ tôi tôi chọn khương nhân kiệt ân vô đạo sao anh lại biết được nhiều như vậy chứ đúng là yêu nghiệt sau khi về tới nhà vô đạo nói thanh nhã em đi lên trước đi anh có chuyện muốn nói với lâm phong chị dâu bị sao vậy có phải là bị dọa sợ rồi không trên đường về cứ như là người mất hồn vậy đó hai gia phụ nữ ấy mà kệ cô ấy đi xem tôi đã chuẩn bị đồ tốt gì cho anh này mở ra là một khẩu súng phiên bản giới hạn đi kèm đạn anh từ đâu mà có được vậy sơ nhân tự có diệu kế cái cảm giác quen thuộc này nó khiến tôi mơ được trở lại làm lính hai ra tiếc là không có giấy phép sử dụng súng tài thiện xạ của tôi coi như là không có cơ hội triển được rồi vô đạo liền đưa ra hai tờ giấy phép sử dụng đây là giấy phép sử dụng súng lại còn là hai tờ giấy nữa tôi nói với ông nội là tôi sợ bị người khác bắt nạt nên ông nội tôi đã làm cho tôi đó ai dám bắt nạt anh chứ đột nhiên từ trên nhà có tiếng hét to không được là thanh nhã lâm phong lập tức cầm súng bay lên lầu chị dâu vừa xảy ra chuyện gì thế có lẽ là tôi nhìn thấy rán bình thường tôi khá là sợ côn trùng không có gì thì tốt rồi để lát nữa tôi tìm người đến diệt côn trùng tôi thấy không phải là rán đâu mà là dẹp mới đúng tại sao cái gạt tàn có tàn thuốc vẫn còn khói chứ hả có khi nào anh bất cẩn như thế không anh anh làm em đau tàn thuốc được kết tụ lỏng lẻo không hề bị bong ra chắc là có cơn gió thổi qua vậy mới cát biển này giải thích thế nào đây đây là cát biển ở bờ cát bên ngoài phía sau cửa sổ, là anh ta đến đúng không? Hắn đã từng là thanh mai trúc mã với em, không không phải. Anh đừng hiểu lầm, dám vào trong nhà tôi làm càn các người là đang muốn chết. Vừa nói vô đạo vừa vận công tóm ngay tên tóc vàng đi với lạc phong, tăng bưu tăng bưu. Hệ thống liền đưa ra cảnh báo, cảnh báo tu la nổi giận đề nghị túc chủ nhanh chóng chạy thoát thân. Ân vô đạo, ta muốn mày phải đền mạng. Đây chính là cơn giận của thiên kiêu sao, cũng chả hơn gì mấy tối qua tôi đã phá tầng hai cửu long chân khí rồi tôi sẽ dùng cương khí hộ thể để tiếp tam thập lục phẩm phi đao của anh muốn tiếp đúng không vậy mày hãy tiếp tuyệt kỹ của tao xem chỉ trong nháy mắt vô đạo đã bị đánh bay ra không hổ là nhân vật chính quả nhiên luôn có hào quang nhân vật chính ra chỉ mà với cơ thể của một thằng công tử bột như mày có thể ép tao dùng tới tuyệt kỹ đã đủ để tao cảm thấy thất kinh rồi nhưng mày lại chiếm đoạt thanh nhã giết người anh em của tao mày tội đáng muôn chết thanh nhã khi này liền chạy ra can không được không được giết anh ấy tại sao anh ta là người đàn ông hư hỏng đã chiếm lấy em nhưng em lại vì anh ta mà liều mình cản hai lần em không hận anh ấy nếu không có anh ấy thì em không thể sống được đến tận bây giờ với lại anh ấy không có chiếm lấy em tô thanh nhã có phải em đã yêu anh ta rồi không em đã yêu tên khốn này em phản bội anh em không biết em không biết mình bị cái gì nữa em chỉ là không muốn anh ấy chết phản bội tô thanh nhã cô cùng đứa con hoang này có mối quan hệ không tầm thường nha không không phải như thế đâu vô đạo anh đừng hiểu lầm em chỉ xem anh ta là anh trai mưa mà thôi anh trai mưa ha 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 ân vô đạo mày không những chiếm lấy thể xác em ấy mà còn chiếm luôn cả trái tim em ấy mối hận cướp vợ mối thù giết em trai hôm nay mày nhất định phải chết vừa nói hắn vừa phóng phi đao về phía vô đạo vô đạo liền hét lên lâm phong ở đâu lâm phong ở đây lâm phong xuất hiện kịp thời dùng viên đạn chặn phi đao của lạc phong cái định mệnh mày này thì yêu chị dâu của tao lâm phong mày đường đường là binh vương vì sao lại nối giáo cho giặc trở thành chó săn của tiểu nhân hả ân vô đạo là một quân tử sao có thể là tiểu nhân được trái lại với những hành động của mày giết hại mẹ cả bức tử cha ruột không bằng cầm thú tiếp tay cho giặc cùng đi chết đi một súng ở tay thiên hạ ta có chỉ là phi đao có đáng là gì để xem mày làm sao tiếp không hổ là binh vương lâm phong thiện xạ như thần cảm ơn vì lời khen ông chủ xử lý tên này như thế nào đây muốn chém muốn giết tùy ý các người vô đạo Em xin anh đừng giết anh ấy mà. Thả anh ấy đi đi, cho tôi một lý do để thả anh ta đi, em em đồng ý hầu hạ anh cả đời, cô nghĩ hay lắm. Nếu như cô không thể quên được anh ta, đã vậy tôi sẽ tác thành cho cô, cùng với anh ta mau cút đi. Đừng mà, Thanh Nhã chúng ta đi thôi, Ân Vô Đạo, mày sẽ vì quyết định này mà hối hận. Hệ thống thông báo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Lạc Phong là 90%, chỉ nhận được phần thưởng kỹ năng Tam thập lục phẩm huyết liên phi đao, Vô Đạo liền chọn cướp đoạt nhiều kỹ năng thì lúc nào cũng có thể giúp ích cho bản thân ngay lập tức kỹ năng được dung nạp vào người ân vô đạo lạc phong đột nhiên khuỵu xuống bỗng nhiên cảm giác quên đi thứ gì đó mình bị sao vậy lạc phong anh đi một mình đi thanh nhã lẽ nào em thực sự đã yêu tên công tử bột đó anh ấy không phải là công tử bột anh ấy đã cứu em trong thời điểm mà em tuyệt vọng nhất cuộc đời này thanh nhã nhớ lại trước kia em gái à đừng uổng phí sức lực nữa cha em đã bán em cho chúng tôi để gán nợ rồi thả tôi ra cứu mạng với đúng lúc này ân vô đạo xuất hiện mấy thằng đàn ông cao to lại đi bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối không thấy mất mặt à còn anh thì sao lúc đấy anh ở đâu anh anh xin lỗi là anh đã không bảo vệ em tốt thanh nhã anh sẽ còn quay lại anh sẽ giành lại em từ tay anh ta một cách quang minh chính đại anh cũng sẽ bù đắp lại những gì anh đã nợ em trong suốt nhiều năm qua lạc phong chúng ta không thể quay lại được nữa đâu vô đạo bỗng xuất hiện phía sau cô vô đạo em em đã không đi vậy thì đi theo anh Vô đạo em không có làm chuyện gì có lỗi với anh cả. Bất kể anh yêu cầu em làm gì em đều bằng lòng, lên phòng vô đạo đổ một gói thuốc gì đó ra ly, thanh nhã liền nghĩ. Anh ấy lại làm chuyện đó ngay trước mặt mình ư, uống nó đi, đây là trừng phạt của anh sao, anh nhất định phải làm như vậy với em sao. Mình nhất định không được để nó xảy ra, mình tuyệt đối nhất định không được thể hiện bộ mặt đó ra được, sau khi uống xong thiện cảm đã tăng lên 95%. Sao lại chóng mặt thế này, trái tim của phụ nữ đúng là như mò kim đáy biển mà tiếc là chỉ còn thiếu ba điểm nữa là hoàn thành nhiệm vụ rồi đây là chuyện giữa đàn ông tụi anh không liên quan gì tới em ngủ đi sau khi tỉnh lại thì mọi chuyện đều tốt diệt cỏ không tận gốc gió sân thổi vạn vật hồi sinh đi thôi anh ta quả nhiên là nhân vật phản diện mà giang thành tao sẽ còn trở lại đến lúc đó tao sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về tao giết chết hết những ai dám cản trở tao cuối cùng thuyền cũng đã tới nhưng người trên thuyền lúc này lại là vô đạo ân vô đạo sao lại là mày Mày đã đồng ý với Thanh Nhã thả tao đi rồi mà, yên tâm, cô ấy sẽ không bao giờ biết được là tôi giết anh đâu, anh thứ hèn hạ. Nhắm cho chuẩn vào, tại sao tuyệt kỹ phi đao của Lạc Phong đột nhiên không dùng được nữa rồi, dùng cửu long chân khí để điều khiển 36 thanh phi đao này đúng là một sự kết hợp hoàn hảo à. Nhìn có thấy quen không, nhìn thì có hơi quen đó nhưng mà nghĩ mãi không ra, phi đao ngay lập tức lao thẳng vào người Lạc Phong. Làm thế nào mà anh lại có 36 thanh phi đao huyết liên đó vậy, tôi mới vừa học xong đấy, lừa ai hả? Nhưng mà cũng lợi hại lắm đó nha, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ tư diệt Lạc Phong là 100%, thưởng một điểm thiên kiêu, gì chứ hệ thống cũng quá miễn cưỡng rồi đó, mình nhớ lúc trước bị tiêu thần giết chết đã từng gặp một mỹ nữ, không biết hệ thống có phải là chị đẹp đó không nữa. Đúng là khiến người ta khó quên mà, hình như là cũng đến lúc phải tìm hiểu diện mạo của hệ thống rồi, à không là tìm hiểu chức năng của hệ thống mới đúng. Sau đó anh đi đến thần đường gian biên tiểu trúc thắp mấy nén nhang rồi khấn, đệ tử ân vô đạo thành kính kính bái Xin mời hệ thống đại nhân hiển linh hạ phàm khai sáng cho Vô đạo, ngày đó được đại nhân cứu giúp, dung nhan tuyệt trần của đại nhân khiến Vô đạo nhiều đêm mộng mơ. Đại nhân nếu như có thể chiếu cố thì kính xin tôn giả Hiển linh hạ phàm để thỏa mãn tâm tư thấp kém này của Vô đạo. Anh vừa khấn xong thì vòng cổ đột nhiên phát ra một tia sáng. A à, vương của ta lại trân trọng ta như thế khiến thiếp thân phải xấu hổ rồi, vốn muốn đợi ngươi mở khóa được vương tước rồi mới xuất hiện, nhưng hôm nay thấy ngươi thành kính như vậy thì phá lệ một lần vậy. Nhìn thấy gái sinh anh liền chảy nước bọt quả quả nhiên đến đúng giờ ghê. Sắc khí đạt, không hổ là đại phản phái ta rất hài lòng, kính xin đại nhân hãy mở hết toàn bộ chức năng ẩn của hệ thống đại phản phái này. Tiểu nhân cảm kích khôn cùng, ngươi đang nằm mơ à, hệ thống cần phải từng bước phát triển, ngươi chỉ có thể không ngừng hoàn thành nhiệm vụ. Đáp ứng đủ các điều kiện mới có thể mở ra được chức năng mới, ân vô đạo nghe vậy thì khuôn mặt thay đổi thái độ tay còn nắm lấy sợi dây chuyền giật ra. Đây chắc là nơi trú ẩn của cô nhỉ, em gái hệ thống xanh cả mặt thốt lên ngươi ngươi muốn làm gì ân vô đạo lấy ra một cái hộp trì cái hộp này ngay cả tia bức xạ hạt nhân cũng không thể xuyên qua được một linh thể như cô thì không trốn thoát được đâu nhỉ ân vô đạo búng tay một phát cái hộp trì biến thành một cái hộp siêu to khổng lồ như của bà tân Lốc, em gái hệ thống hốt hoảng ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đây là lớp bảo vệ đặc biệt ánh sáng không thể lọt qua được linh thể như cô chắc cũng sẽ có những đặc tính như ánh sáng đúng không em gái hệ thống lúc này bay lên đâm đầu vào tường nhưng không thể nào xuyên qua lại còn bị đẩy văng ra chuyện gì thế này sao mình không thể đi xuyên qua được chứ em gái hệ thống liền đọc lên mấy câu pháp chú tam sơn ngũ nhạc tá pháp hoành hành định sử dụng thuật độn thổ để trốn chạy nhưng không được khuôn mặt em gái bây giờ cắt không ra giọt máu nào đừng phí sức nữa tôi đã cho đổ bê tông cốt thép ở cả trên mặt đất là vì sự xuất hiện của cô đấy những tường đồng vách sắt đó cũng không kém cái này đâu đừng từ chối nữa hãy ngoan ngoãn tuân theo mở hết toàn bộ chức năng đi tên bỉ ổi ngươi dám mạo phạm hệ thống vĩ đại ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt đột nhiên cơ thể em gái từ từ biến thành một màn xương khói mờ ảo. Ân vô đạo ngạc nhiên ôi cái định mệnh ẩn thân thuật sao, hệ thống này có không ít đồ nha, hệ thống bất ngờ xuất hiện sau lưng tung trưởng vào người anh. Cái tên khốn kiếp nhà ngươi đi chết đi, Uỳnh một phát cú trưởng đã dính vào lưng ân vô đạo, nhưng anh không hề hấn gì làm hệ thống ngạc nhiên. Quả nhiên theo quy tắc của hệ thống, chỉ cần túc chủ không có nhiệm vụ thất bại thì hệ thống không có cách nào để công kích được túc chủ cả. Cô cho rằng ẩn thân rồi sẽ không có chuyện gì sao, dứt lời ân vô đạo dùng chiêu vồ hai con thỏ tấn công hệ thống nhưng cô đã biến thành khói tàng hình đi mất cho cô đi học cô cứ đòi đi chăn bò tiếp theo đây tôi sẽ cho cô thấy sức mạnh của khoa học dứt lời anh bấm nút hạ nhiệt độ ở bên trong xuống âm 40 độ ngay lập tức một luồng không khí lạnh gió mùa đông bắc tràn vào khi nhiệt độ đạt đến không độ tuyệt đối mọi thứ trên thế giới sẽ bị đóng băng để xem cô chạy đi đâu ngay lập tức bàn tay ân vô đạo bắt chúng một vật thể mềm mềm ấm nóng ôi vãi tôi bắt chúng không phải là cổ của cô sao hệ thống hiện nguyên hình lại còn bị bóp mạnh vào con thỏ nên thốt lên mau buông ra đau quá úi rồi ôi xin lỗi nha là do cô ẩn thân tôi có nhìn thấy gì đâu sau đó hệ thống bị ân vô đạo bắt đưa vào phòng tra tấn thì ra cô chỉ là nhân viên quản lý cái hệ thống này đều là người làm công cả sao lại làm khó tôi như vậy chứ nói cho tôi biết chính xác thì hệ thống đại phản phái thần cấp này muốn gì ở tôi ân vô đạo thật ra thì ngươi chính là trụ vương đế tân chuyển thế còn ta chính là tô đát kỷ đặc biệt tới phò tá ngươi bước lên ngôi vị nhân vương ân vô đạo nhấn thanh sắt trong tay xuống ghế mém chút là nướng chín con sò của hệ thống cô nói tiếng người đi a à, a à, ta nói hệ thống đại phản phái thần cấp này chính là tập hợp vô số oán khí của các đại phản phái sau khi chết mà tạo thành công việc của ta chính là tận dụng hệ thống bồi dưỡng ngươi thành đại phản phái thần cấp xóa bỏ toàn bộ thiên kiêu ây ra bộ dáng lê hoa đại vũ này của cô cũng dấp dẫn người đó nha a à, ngươi ngươi muốn làm gì tay ân vô đạo vồ vập tới hai con thỏ của hệ thống ân vô đạo ngươi không phải là người ngay cả hệ thống mà ngươi cũng muốn Ta đồng ý yêu cầu của ngươi, bây giờ ta sẽ giúp ngươi mở chức năng của hệ thống. Lập tức thông số của anh hiện ra, Túc chủ ân vô đạo, thiên phú bại gia, điểm danh vọng không, hệ thống đại phản phái thần cấp, cấp bậc nam tước, điểm thiên kiêu 2, hệ thống đại phản phái chia làm 7 cấp, hoàng vương công hầu bá tử nam, thu thập điểm thiên kiêu để thăng cấp hệ thống, a à, mấy thứ khác thì dễ hiểu rồi, nhưng mà cái điểm danh vọng là sao đây, điểm danh vọng dùng để đổi vật phẩm ở cửa hàng, vậy phải làm sao để thu thập được điểm danh vọng? Có hai cách một là làm cho người ta sùng bái ngươi hai là làm cho người ta sợ ngươi ô chính là thu thập điểm hâm mộ và điểm sợ hãi chứ gì ừ để tôi vào cửa hàng xem có thứ gì tốt cho sức khỏe không không tệ tất cả đều là đồ tốt hơn nữa nếu có con dối người thật này vào thời khắc quan trọng có thể làm thế nhân thì rất tốt tô tiểu thư vừa rồi đắc tội với cô rồi mong là sau này chúng ta có thể thân thiết gắn bó hợp tác chân thành nói xong ân vô đạo cởi trói cho hệ thống liền bị cô ta tung một tát vào mặt tên khốn kiếp nếu như làm điều này có thể khiến tâm trạng Tô Tiểu thư tốt hơn vậy thì xin mời tiếp tục, chỉ số của hệ thống liền tăng lên. Tức giận 66, hổ 80, tuổi thân 50, hối hận 30, đồ khốn nạn ta sẽ không để ý đến ngươi nữa. Ân Vô Đạo cười nhếch miệng thốt lên ôi đàn bà là những niềm đau. Sau đó anh trở về phòng thì có điện thoại, alo anh Vô Đạo, em làm vỡ đồ cổ rồi. Họ yêu cầu em phải đền tiền phải làm sao bây giờ? Vỡ rồi thì đền thôi, a à khoan đã em là Vũ Nhu à, em đừng sợ, nói cho anh biết bây giờ em đang ở đâu anh tới đó liền chuyển cảnh sang vân khê trai lâm vũ nhu đang bị lý bân ông chủ vân khê trai chửi tới tấp bắt đền tiền vì cái chén cổ bị vỡ Chỉ không sướng mồm lão còn túm lấy đầu vũ nhu định tác động vật lý với cô bất ngờ một bàn tay giữ tay lý bân lại a à, chết tiệt để tôi dạy ông ta một bài học đừng vội để tôi xử lý ông ta vũ nhu nói cho anh biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì cách đây một khoảng thời gian có người đến tiệm để cầm một cái chén thành hóa đấu khải kê hang bôi của minh triều hôm nay ông chủ lấy ra để kiểm kê cũng thuận tiện đưa cho em xem để học tập em vừa chạy đến để nhận lấy xem thử thì lão sờ vào tay em em giật mình một cái thì lúc đó ông ta không cẩn thận làm rớt cái chén xuống đất tiểu tiện nhân cô dám ngậm máu phun người là cô đập vỡ cây hang bôi cái chén này cô không muốn gánh cũng phải gánh uy phong cũng lớn thật bây giờ ông lớn lối bao nhiêu thì lát nữa sẽ thảm hại bấy nhiêu đấy lúc này có một em nữ streamer tầm tiêu tiêu ở gần đó livestream cho anh em không làm người tối cổ tình hình hiện giờ sắp mất kiểm soát chuẩn bị đánh nhau rồi anh em kênh chat fa bình luận rất sôi nổi bên này hệ thống xuất hiện thông báo nhận được sự ưu ái của anh em kênh chat cộng một điểm danh vọng quay sang nhìn thấy em gái cầm điện thoại thì vô đạo hiểu ngay vấn đề xem ra tình hình ở đây đang được livestream rồi cũng tốt đúng lúc cần phải tích gót điểm danh vọng anh tiến đến chỗ lý bân không phải là có camera sao rốt cuộc là người nào làm vỡ xem là biết thôi xin lỗi camera ở đây hư rồi đang bảo trì ân vô đạo nhìn thấy một cậu nhân viên ở đây thì gọi cậu kia lại đây tôi tôi không biết gì hết đừng hỏi tôi Ân vô đạo trực tiếp xông đến ném xuống hai sấp tiền đồng 500 nghìn, nói cho tôi biết sự thật số tiền này sẽ là của cậu. Này tiểu trương, cái gì nên nói thì hãy nói đừng có mà nói lung tung, đừng vì một chút tiền đó mà làm trái với lương tâm. Thấy đối phương bị uy hiếp ân vô đạo liền ném ra ba sấp tiền nữa, không nói thì tôi sẽ cho người khác đấy, a à, ông chủ sao không trực tiếp động thủ luôn. Đây không phải là phong cách của anh, gấp làm gì, lát nữa anh sẽ có cơ hội ra tay thôi, Cậu nhân viên nhận tiền thì lấy ngay ra một con laptop Intel Core i9 14900K, ram 64g, cạc màn hình RTX 4070. Chính lý bân đã tự làm vỡ chén sau đó giá họa cho Lâm Vũ nhu. Trên đó có ghi lại cảnh lão già ôm đầu trước cái chén vỡ. A à, cái này giá hàng trăm triệu mình phải làm sao bây giờ? A à, có rồi, mình sẽ giá họa cho con bé vừa mới tới. Đến đây ân vô đạo mới gọi Lâm Phong, chẳng phải là anh không nhịn được nữa rồi sao? Đập hết cho tôi. Nhanh như chớp Lâm Phong lấy ra một cây gậy sắt khua một phát mấy món đồ cổ vỡ tan tành. Các người điên rồi hả? Có biết chỗ kinh doanh này là của ai không? Tiện nhân mau kêu tên kia dừng tay nếu không tôi sẽ khiến cô sống không yên đâu. Ân vô đạo tiến đến bóp mạnh tay Lý Bân, tôi nhịn ông nãy giờ rồi đó, chính cái tay này vừa nãy sờ vũ nhu nhà tôi đúng không, còn đánh vũ nhu nhà tôi nữa đúng không? Vậy thì nó cũng không cần thiết phải còn nữa, dứt lời ân vô đạo bóp nát tay của Lý Bân, làm hắn la lên oai oái đau đớn. Ngay lập tức độ thiện cảm của vũ nhu tăng lên ba, tổng cộng 93 điểm yêu say đắm, A Vũ nhu nhà tôi ư, anh vô đạo đẹp trai quá đi, lúc này điểm danh vọng ân vô đạo cộng điểm liên tục. Thì ra livestream lại có thể thu được nhiều điểm danh vọng như thế, ở bên này lượt xem trực tuyến tăng nhanh chóng mặt làm tần tiêu tiêu ngạc nhiên không ít. Kênh chat FA nhảy comment liên tục, tất cả đều là khen ân vô đạo đánh hay vô cùng ngưỡng mộ, còn Lý Bân thì quát lớn các người tiêu đời rồi. Đây là sản nghiệp của Bạch gia đấy, đắc tội với Bạch gia tất cả các người sẽ phải nhận lấy hậu quả nặng nề đấy ân vô đạo đá mạnh vào ống quyển của lý bân hậu quả cứ để một mình tôi gánh vác anh em fa nghe tới bạch gia thì lo lắng cho vô đạo đã đụng phải một trong tứ đại gia tộc ở giang thành nhưng cũng rất là nóng lòng muốn xem trận chạm trán này lúc này đại tiểu thư của bạch gia đi đến là ai dám gây rối ở vân khê trai của tôi không muốn sống ở giang thành này nữa sao a à, anh vô đạo anh nhanh đi đi thế lực của bạch đồng rất lớn em không muốn liên lụy tới anh em gây ra họa cứ để một mình em giải quyết ân vô đạo cười mỉm một tiếng rồi nói bạch vân khê Lão gia từ nhà gì vẫn chưa chết mà, sao gì lại lên làm đồng sự trưởng rồi vậy? Ân vô đạo, thứ cha nam như con vẫn chưa chết à? Thiệt là không có thiên lý mà, người phụ nữ này là người thừa kế Bạch gia Bạch Vân Khê. A à gì Vân con cứ tưởng là gì chết rồi chứ, bớt giờ trò lại đi, Ân đại thiếu như con có thể mở miệng lừa được cô bé nào đó, chứ không lừa được người gì này đâu. Lý Bân thấy cảnh này thì khóc thét, tình huống gì đây? Ân đại thiếu, chẳng lẽ cậu ta là, xong rồi mình xong đời rồi, á à thì ra là họ quen nhau hơn nữa mối quan hệ hình như không tầm thường lắm ở bên này ôm ấp xong rồi bạch vân khê ngồi vào ghế nói đi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra sau một hồi kể chuyện thì ân vô đạo chốt lại câu chuyện là như vậy có video làm bằng chứng người của con đã chịu khổ rồi con cần gì cho con một lời giải thích ừm ta biết rồi bạch vân khê đứng dậy tiến đến chô lý bân phục vụ trương cậu có thể cầm lấy tiền và đi chuyện bán chủ cầu vinh như vậy làm một lần là đủ rồi nếu không sau này cậu sẽ không bao giờ có thể làm việc được trong giới đồ cổ nữa đâu vâng tôi thật sự xin lỗi còn lý bân ông thân là giám bảo có kỹ thuật truyền thừa từ thế gia cộng thêm ông có thiên phú rất lớn tôi vốn định bồi dưỡng ông trở thành ông chủ cửa hàng lớn của bạch gia tôi nhưng nếu mà cho ông thêm cơ hội nữa thì cũng vô dụng mà thôi a à, đại tiểu thư thật sự xin lỗi ông cũng to gan rồi đấy dám ở vân khê trai giờ trò quỷ cầm chén cũng cầm không xong vậy thì cần đôi tay này làm gì nữa chặt đi ngay lập tức hai tên bảo vệ của bạch vân khê rút dao ra làm việc vô đạo lời giải thích này đã đủ chưa vũ nhu em hài lòng chưa hai hai lòng rồi màn báo thù này làm cho kênh chat fa thêm một lần bùng nổ nhưng bất ngờ top top lại thông báo livestream của bạn đã bị cấm bởi vì liên quan đến bạo lực đẫm máu khiến tiêu tiêu cay vừa lờ. ở bên này điểm danh vọng của vô đạo đã tăng lên đến hơn 215 trăm nghìn a điểm danh vọng bỗng nhiên không tăng thêm nữa rồi kết thúc livestream rồi à hệ thống lúc này xuất hiện vì sao bỗng nhiên lại tăng nhiều điểm danh vọng vậy chẳng lẽ hệ thống xuất hiện bug sao cô đúng là không biết gì về livestream à? à, mà Amaji kê hang bội này đắt lắm đúng không cái này là người ta cầm tạm ở đây giá hiện tại là 280 triệu, dựa theo hợp đồng thì gì phải bồi thường gấp 10 lần cho người ta. Con cũng biết đấy, gì là phụ nữ mà phải quản lý việc nhà từ trên xuống dưới cũng không hề dễ dàng gì, tiền bồi thường này thì có lẽ con có thể giúp gì, thật không nếu như con có thể giúp được gì việc này thì Tiệm Vân khê trai này giao cho con luôn đó. Vâng con sẽ cố gắng hết sức, ông chủ, chúng ta vừa mới đập phá tiệm của họ cũng kết thù với họ rồi, tại sao ngài lại muốn giúp họ chứ? Dì Vân từ đầu đến cuối có trách chúng ta đập phá tiệm chưa, cô ấy còn chặt đi tay của Lý Bân để đòi lại công đạo cho Vũ Nhu, cũng cho chúng ta mặt mũi. Nếu như thế rồi chúng ta làm sao lại có thể không buông tha cho người ta chứ, người ta đã cho chúng ta thể diện rồi, chúng ta phải hành xử lại cho đúng mực chứ. Nói xong vô đạo dùng 10.000 điểm danh vọng mua một lọ thuốc hồi phục, dựa theo hướng dẫn chỉ cần sắp xếp các mảnh vỡ lại một cách hợp lý sau đó chỉ cần đổ nước trong lọ vào là có thể thành công phục hồi lại như cũ sau khi vô đạo đổ thuốc hồi phục vào thì cái chén dần dần liền lại vô đạo con đang làm cái gì vậy đừng nói là con dùng keo 502 dán lại đó nha con cho rằng người ta đều là đồ ngốc sao vô đạo cầm cái chén nguyên vẹn nói xong rồi lý vân khê lấy ra một cái kính lúp soi soi nó đã được phục hồi lại rồi hoàn toàn giống như trước đây mấy vết nứt cũng biến mất luôn rồi vô đạo anh giỏi quá đi lúc này có một thanh niên khác đi vào trong Bà chủ Bạch tôi tới lấy lại đồ của mình đã cầm trước đó, hư nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến liền. Tần Thiên và em gái Lục Mạn đi vào, "Bà chủ Bạch, cô đã đắc tội với người nào vậy? Sao lại để cửa hàng bị đập phá thành ra như vậy chứ?" "Cảm ơn ông chủ Tần đã quan tâm, chỉ là một chút hiểu lầm đã giải quyết xong rồi, không không bà chủ Bạch hiểu lầm rồi tôi không hề có ý quan tâm đến cô. Tôi chỉ là quan tâm đến cái chén minh thành hoa đấu thải kê hang bôi đã cầm ở quý tiệm trước đó có còn nguyên vẹn hay không thôi." Lục Mạn và Vô Đạo giáp mặt nhau thì rất ngạc nhiên. Đây chẳng phải là đội trưởng biệt đội Red Shield sao, cô ấy không đi bắt gián điệp nữa à, sao lại tới nơi này chứ, cậu ta sao lại ở nơi này. Đừng có tiết lộ thân phận của tôi đó, xin ông chủ tần yên tâm, ở chỗ của tôi cho dù toàn bộ đồ sứ ở đây có vỡ nát hết thì đồ của ngài cũng phải được nguyên vẹn. Tần Thiên nhìn xuống cái chén thì kinh ngạc, đây đúng là đồ của mình, nhưng vì sao nó lại không có bất cứ dấu vết sứt mẻ nào. Cái này không khoa học chút nào, anh không phải là đã động tay vào cái bát đó sao, có khi nào đây là đồ phách tàu khựa không bây giờ dấu vết không còn nữa cho dù không phải là phách cũng biến thành phách luôn rồi tần thiên cầm lên cái chén xoay xoay một lúc định chơi trò cho đầu dê bán thịt chó với tôi sao đây chẳng phải là múa dìu qua mắt thợ ư đồ sứ thành hóa trải qua 500 năm bị hao mòn tuy có màu sắc sặc sỡ nhưng không hề nổi bật còn hàng phách này có quá nhiều màu sắc sặc sỡ hoàn toàn là hàng thủ công mỹ nghệ thời hiện đại mình rõ ràng đã nhìn thấy vô đạo tự tay phục hồi làm sao có thể biến thành đồ phách chứ ôi vãi lọ thuốc phục hồi đó cũng quá mạnh rồi nó phục hồi luôn cả những tì vết của đầu cổ, bà chủ bạch, cô cũng quá bất cẩn khi chơi trò này rồi đó. Theo quy tắc cô phải bồi thường cho tôi gấp 10 lần giá trị, Tần Thiên tôi trước giờ chưa từng làm khó phụ nữ, thế này đi cô đem cửa tiệm này sang tên cho tôi chúng ta xem như xong chuyện này. Hư chẳng lẽ hắn là muốn chiếm lấy vân khê trai này sao, nhưng mà giao cho vô đạo cũng là cho giao cho Tần Thiên cũng là cho, chi bằng biết thời biết thế chấm dứt chuyện này cho rồi. Vậy thì chuyện này, đột nhiên vô đạo lên tiếng, kê hang bôi này đúng là đầu phếch, mấy người đã thừa nhận mình làm giả rồi. Vậy thì cần gì phải nhiều lời nữa, mau giao vân khê trai cho tôi đi. Tôi nói là kê hang bôi này là giả nhưng lại không có nói là chúng tôi làm giả. Ý của anh là gì? Ý của tôi chính là anh là người đã làm giả nó. Đừng có mà ăn nói lung tung cẩn thận tôi kiện anh vu khống tôi đấy. Trên thế giới có tổng cộng 19 cái chén minh thành hóa đấu thải kê hang bôi. Trong đó có 4 cái đã được cá nhân cất giữ có đúng hay không? Đúng vậy trong 4 cái đó chỉ có 3 cái là đang được cất giữ còn một cái còn lại thì không rõ tung tích mà cái chén này của tôi chính là cái chén không rõ tung tích đó lâm phong đi đến khu vườn phía sau biệt thự của tôi lấy cái chén mà tôi thường ngày cho mèo ăn đem tới đây cho mèo ăn anh đang xỉ nhục tôi đó hả ở đằng sau cái tủ em gái lại bật livestream quay like cảnh này rất nhanh lâm phong đã quay trở lại đem tới rồi đây hai cái chén vậy mà lại giống nhau như đúc vũ nhu liền đi lên thẩm định thử quả nhiên trên bề mặt có mây mù bao phủ màu sắc nội liễm tần thiên liền xông đến hư đề tôi xem thử hắn liền thi triển tử kim đông hai con mắt lập tức sáng lên nhìn vào cái chén vậy mà lại là thật hôm nay xem như là mình bại rồi đồ này tôi sẽ đem về tần thiên đưa tay ra định lấy lại cái chén của mình thì bị vô đạo đấm một phát cái chén vỡ tan tành theo quy tắc hàng giả phải lập tức tiêu hủy ngay tại chỗ tần thiên cay cú quay đi được lắm tạm biệt lục mạng cũng đi theo tần thiên lướt ngang qua người vô đạo khốn kiếp làm hỏng kế hoạch của tôi kế kế hoạch gì chứ phía sau chuyện này hình như là đang che giấu bí mật gì đó bạch vân khê tức giận đạp mạnh chân thì ra tên này dám tính kế lên bạch gia tôi sao người đâu mau đuổi theo cho tôi chặt hết tay chân của tần thiên ném xuống sông dì vân thôi được rồi không thể lỗ mãng mặc dù không biết rõ lai lịch của tần thiên nhưng người phụ nữ bên cạnh anh ta có thân phận đặc biệt không thể trêu chọc được ngay cả con cũng cảm thấy người này khó giải quyết nhất định là không đơn giản vô đạo hôm nay dì nhận ân tình này sau này nếu có việc gì cần giúp thì cứ mở miệng ở giang thành này dì vẫn có một chút tiếng nói đây là hợp đồng sang nhượng con ký tên vào đi A à gì khách sáo quá rồi, Vũ Nhu anh mượn Hoa Hiến Phật, tiệm đồ cổ này giao cho em đó, không được quá quá quan trọng rồi. Em học chuyên ngành đồ cổ đây là công việc có liên quan đến chuyên môn, lẽ nào em còn khách sáo với anh à? Em không. Lúc này độ thiện cảm của Vũ Nhu tăng thêm một lên 94 yêu say đắm, nhưng điểm danh vọng đột ngột lại tăng lên rất nhiều làm ân đạo ngạc nhiên, thiện cảm chỉ thêm được nhiều đó thôi ư? Ừ. Xem ra là Vũ Nhu không ham làm giàu, nhưng điểm danh vọng sao lại tăng nhiều như vậy? Đột nhiên Vũ Nhu chạy đến ôm vô đạo em sẽ giúp anh kinh doanh thật tốt tiệm đồ cổ này. Điểm danh vọng của anh lại tăng vèo vèo lên 480.000 điểm. Anh liếc mắt nhìn thấy em gái đang live stream thì tự nghĩ live stream chính là cách tốt nhất để thu thập điểm danh vọng. Ở bên này tâm tiêu tiêu cũng rất vui vì người xem không ít. Còn Vũ Nhu đang rất vui sướng vì sở hữu được tiệm đồ cổ này. Lâm Phong đi đến, Vũ Nhu chúc mừng em ha. Vũ Nhu liền đuổi đấm Lâm Phong, đáng ghét vừa rồi ai biểu anh đập mạnh như vậy hả, đập đi không ít đầu cổ trong tiệm. Anh chỉ là nghe lệnh làm việc thôi mà, vô đạo liền chặn cô lại vũ nhu bình tĩnh đừng cản em anh ấy đập nát hết đồ cổ ít nhất cũng hơn mấy trăm triệu em muốn đánh anh ấy không sao đâu em nhìn cái này đi ba lọ này đủ để cho em phục hồi lại số đồ cổ thật kia cái chén cho mèo ăn cũng để lại cho em làm quảng cáo em thấy thế nào thuốc phục hồi ư trùng hợp thế nhưng mà em phải nhắc với anh điều này nó không phải là chén cho mèo ăn nó là minh thành hóa đấu thải kê hang bồi nó hoàn toàn có thể được xem như là báu vật của cửa tiệm này đó sau đó vô đạo mua thấu thị nhãn từ trong hệ thống tần thiên không cần tiền bồi thường vài tỷ mà chỉ muốn có được cửa tiệm này nhất định là ở đây có điều bí mật gì đó mình phải xem rốt cuộc là đang cất giấu bí mật động trời gì suy nghĩ xong vô đạo dùng thấu thị nhãn quét qua cửa tiệm sau một lúc thì anh cũng phát hiện ra điều bất thường ở trong chiếc dương đang định đến xem thử thì vũ nhu chạy đến anh vô đạo nhìn nè em phục hồi được cái đầu tiên rồi nè ô to thật to quá ừ to là đúng rồi đây là thiên cầu đại bình quả thực là to hơn bình thường hai con mắt vô đạo đang dán vào hai cái bình sữa to thì có người đi đến hùng xin lỗi tôi có thể làm phiền một chút không xin chào tôi là streamer tầm tiêu tiêu tôi có dự án muốn bàn chuyện hợp tác với anh mắt anh lại va vào hai con thỏ to tròn khác thì phọt máu tôi không chịu được nữa người nào người nấy dinh dưỡng cũng trắng quá đi sau khi bình tĩnh lại thì anh mới hỏi cô tính sau này hàng ngày livestream về tôi sao đúng là như thế đó phần thưởng chúng ta chia 5 năm không chi sáu bốn đi anh sáu tôi bốn Vô Đạo Vuốt cầm suy nghĩ một lúc, vậy thì 73 nha, chốt đơn 82 đi, không thấp hơn được nữa. Thôi thì chín một vậy, đây là giới hạn của tôi rồi, cũng không thể để tôi làm không công chứ. Cô cảm thấy tôi sẽ quan tâm đến phần chia chắc đó sao, cũng không ít đâu, vừa rồi tôi livestream hai lần số tiền thưởng cũng lên tới hàng trăm ngàn tệ rồi đó. Phần thưởng gì đó đều thuộc về cô hết nhưng tôi có điều kiện, đều là của tôi hết ư tầm tiêu tiêu ngạc nhiên. Điều kiện là phải ký hợp đồng dài hạn với tôi 10 năm, tôi gọi lúc nào là phải tới lúc đó không được phép nghỉ làm không có lý do, trừ khi là tai nạn động đất sinh con. Hư cô gái này chính là nơi cung cấp điểm danh vọng cho mình, không thể để cô ta tuột khỏi tầm tay được. Tầm tiêu tiêu suy nghĩ một lúc, chó mèo nghe cũng lắc đầu. Nhưng tại sao mình lại cảm thấy nó không hề tệ cơ chứ? Ân tiên sinh tôi bằng lòng ký hợp đồng này. Thôi tập này tạm dừng ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nhé.